nắng rất là lòng lọc. Đây, ngôi nhà vườn nhỏ nhắn, rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, rất là đẹp, rộng rãi. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của những ngày cuối tháng 11 năm 2020. Hiện tại tôi vừa bàn giao gia đình nhà cô chú Quý Huệ tại Phú Khê, thị trấn Cẩm Khê, một chiếc sập ngũ phúc 1m8 x 2m. Trước mặt vị là 1m8 2m2. Đấy, trước mặt là cô chủ nhà cô Huệ vậy nhá. Thì trước kia chúng tôi đã bàn giao gia đình rất nhiều sản phẩm khác, như là bên này có bộ ghế trường kể hay là chiếc sập thờ bên trong này. Hôm nay tiếp tục lại bàn giao gia đình một chiếc sập ngồi nữa. Tùng Tám rất là độc lập. Đây, cô chủ nhà đang khen mọi người nhé. Đây, Tùng Tám phòng khách là chú Quý đây. Đây là chú Quý, chủ nhà này. Quý. Gọi chuyên đặc sản dân tộc này. Nhìn chung là mua đồ nhà Tùng Tám rất là đồng lòng các bác nhá. Nhìn chung là cứ sức khỏe đã. Đâu nông sản nhà quê chứ. Nông sản nhà quê cũng vậy. Chiếc sập này vừa lắp đặt vào không gian này rất là đẹp luôn. Và đẹp nhỉ. Đây là chiếc bộ bàn ghế trình kỷ gỗ mít này quý vị này. Rất cảm ơn gia đình cô chú nha, đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm chúng tôi. Mọi người nào có nhu cầu thì các liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nha. Cơ sở địa chỉ tại Văn Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 510 866, và website là đồ gỗ Tùng Tám .com. Ok mọi người. Này là những ngày cuối tháng 11 năm 2020. Đây. Phía bên ngoài này là hình ảnh toàn cảnh cái ngôi nhà của gia đình nhà cô chú này. Đó, ngôi nhà vườn rất là nhỏ nhắn, xinh xắn. Đó, quý vị này. Ngôi nhà vườn nhỏ nhắn, rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, rất là đẹp, rộng rãi. Ok mọi người nhá, hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.